Đấy. Cái này bậy 3 lần thì mới được đấy. Đẹp phết đấy, mới vào. Cái này ngâm mà đẹp rồi. Cái này nên bình ngâm mà rất đẹp. Cũng có cái hàng đầu này. Đó, hết rồi. Đầu đẹp thế nhỉ? Đẹp rồi, mới vào chưa bị sức đầu. Hết mồi rồi. Khá chuyên nghiệp gì? Có phết ạ. Cân đấy. Cân đầu tiên. Hy vọng hôm nay là một ngày may mắn. Kinh khủng, kinh dãy. Đấy. Đấy. Cho nó vào túi nha. Túi gì? Đầu đẹp luôn, mới vào xong rồi. Đấy. Rất là hung dữ. Hùng đấy. Đấy, chuyên nghiệp lắm. Ok. Đấy nha.